Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo trò chơi bằng AI trí thông minh nhân tạo với Google Gemini. Bạn có biết rằng ngay cả khi bạn không biết lập trình thì chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tạo ra những trò chơi tương tác sinh động như thế này. Ví dụ đây là trò chơi toán học về khả năng tách gộp trong phạm vi 8 dưới hình thức câu đố thả ao cá, rất trực quan và vui mắt. Còn đây là trò chơi kéo thả ghép chữ cái thành từ hay là ghép từ thành câu cho môn tiếng Anh lớp 6 với bộ từ vựng chủ đề thể thao và trò chơi. Ngoài thao tác kéo thả để ghép từ ghép câu thì điểm hay của trò chơi là học sinh còn có thể mở chế độ học tập để xem danh sách từ vựng tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt, ví dụ đi kèm và có cả phát âm nữa. Còn đây là ví dụ trò chơi kéo thả dấu cộng trừ nhân chia hay con số để hoàn thành phép tính, cực kỳ phù hợp cho học sinh tiểu học chơi để luyện kỹ năng tính toán. Còn trò chơi sau đây thì phù hợp cho trẻ mầm non là trò chơi câu đố đếm số trong phạm vi 10. Các trò chơi đều có hiệu ứng và phản hồi khi lựa chọn đúng hay lựa chọn sai kèm âm thanh sống động. Tiếp theo là ví dụ trò chơi phi hành gia nhí, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời theo vị trí khoảng cách của các hành tinh đến mặt trời. Một ví dụ khác là trò chơi tìm nơi tôi ở, kéo thả phân loại con vật vào nơi sống phù hợp của chúng. Với trò chơi kiến thức lịch sử hay trò chơi kiểu sắp xếp theo thứ tự và quy luật, đây là một ví dụ trò chơi yêu cầu sắp xếp lại các sự kiện lịch sử theo quy luật thời gian. Ví dụ thêm một trò chơi thử thách trí nhớ quen thuộc khác là lật hình tìm cặp, với nội dung mới mẻ hơn đó là thay vì tìm cặp hình giống nhau thì tìm các cặp từ và hình, các cặp lượng và con số tương ứng. Đó, như bạn thấy qua tất cả các ví dụ vừa rồi đều được thực hiện bởi công cụ đó là Google Gemini. Gemini sẽ giúp bạn không cần phải có kiến thức lập trình vẫn có thể nhanh chóng tạo ra một trò chơi đơn giản và thú vị với bất cứ nội dung chơi, môn học hay lĩnh vực nào với thao tác chơi khá đa dạng. Nếu bạn cảm thấy hứng thú muốn tạo trò chơi như vậy, hãy tiếp tục theo dõi, mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách làm ngay bây giờ. Điều đầu tiên bạn cần có đó là prompt tạo trò chơi. Prompt là yếu tố quan trọng nhất để tạo được trò chơi hoàn thiện đầy đủ tính năng. Câu hỏi đầu tiên của nhiều người sẽ là xin mẫu prompt đúng không nè? Mình thì không thích sự phụ thuộc prompt mẫu như vậy, nên mình muốn hướng dẫn các bạn cách tư duy tạo prompt để tự tạo prompt chứ không phải là bị phụ thuộc vào mẫu có sẵn hay phải đi xin prompt từ người khác. Vì cho dù bạn đã có được một prompt trò chơi mà mình đã tạo như thế này, nó khá là dài và phức tạp. Mình biết bạn sẽ bối rối vì giờ nếu muốn làm trò chơi theo nội dung hay môn học của bạn thì bạn băn khoăn không biết chỉnh sửa lại nó như thế nào. Thực ra Gemini vẫn có thể tạo ra trò chơi cho bạn ngay cả khi bạn đưa ra những yêu cầu rất đơn giản và chung chung. Ví dụ như bạn thấy ở đây mình chỉ nói ý tưởng rất chung chung là tạo trò chơi tương tác phân loại rác thải dành cho trẻ em. Và đây là trò chơi Gemini đã tạo ra. Tuy nhiên kết quả có thể là hên xui vì khi bạn nhập prompt đơn giản thiếu cụ thể như vậy, sẽ hên xui theo cách Gemini tự suy luận ý tưởng của bạn. Có thể là sẽ có một số lỗi hay một số tính năng chưa như bạn mong muốn. Vậy nên, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các mẹo để tự biến ý tưởng của bạn thành prompt tối ưu nhé. Mẹo thứ nhất, sau rất nhiều thử nghiệm thì mình rút ra được công thức prompt để tạo game cho Gemini tối ưu nên có các thông tin như mẫu sau. Đó là nêu chủ đề, nội dung chơi, mục tiêu chơi, đối tượng người chơi là ai, thao tác chơi chính, các yêu cầu về giao diện và các tính năng tương tác phản hồi khi chơi. Ở phần mô tả của video mình sẽ để link các mẫu công thức prompt này cho bạn tham khảo và copy nhé. Các phần in nghiêng và tô đỏ là những thông tin bạn cần tự điền vào. Nhưng ví dụ giả dụ như bạn có ý tưởng rồi nhưng lười điền vào prompt mẫu này đi, thì bạn có thể làm như sau. Ở khung chat với Gemini, bạn dặn dò Gemini là đây là mẫu prompt của tôi, khi tôi nêu ý tưởng, bạn hãy điền thông tin và sửa lại mẫu prompt cho phù hợp nhé. Rồi sau đó dán công thức prompt vào. Thế là từ giờ bạn chỉ nói ý tưởng một cách chung chung. Ví dụ trò chơi tương tác cho trẻ em về phân loại thực phẩm theo nhóm dinh dưỡng. Thế là Gemini sẽ điền và sửa lại mẫu, tạo prompt hoàn chỉnh cho bạn dùng. Mẹo thứ hai, đó là không cần công thức viết prompt từ mình hay ai cả. Bạn hãy hỏi luôn chính Gemini. Ở khung chat với Gemini, bạn cứ nói ý tưởng của bạn. Ví dụ như tôi muốn tạo trò chơi gì. Sau đó, ngay kế bên, bạn nhập yêu cầu đó là nếu cần, hãy hỏi tôi các thông tin bạn cần để tạo và cải thiện trò chơi thật hấp dẫn và hiệu quả. Sau đó, viết lại prompt hoàn chỉnh trước khi tạo trò chơi.
Sau đó, Gemini sẽ đặt câu hỏi những thông tin cần bổ sung để tạo trò chơi. Lúc này bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn theo những gợi ý mà Gemini hỏi, ví dụ giống như thế này. Chỉ cần trả lời thật ngắn gọn, thông tin nào Gemini hỏi mà bạn không biết trả lời thế nào thì cứ nói không biết, hay tôi chưa có ý tưởng gì và yêu cầu Gemini tự nghĩ giùm luôn cũng được. Như bạn thấy đây, Gemini xác nhận lại thông tin và viết lại cho bạn một prompt hoàn chỉnh cho bạn dùng luôn rồi đó. Ở phần mô tả của video, mình cũng sẽ cung cấp hàng loạt các ví dụ prompt cụ thể cho nhiều nội dung và môn học để bạn tham khảo. Nếu bạn dùng các prompt này của mình hay đã tự tạo được các prompt theo hai mẹo mà mình đã hướng dẫn thì chúng ta bắt đầu tạo trò chơi nhé. Rồi giờ truy cập gemini.google.com, bấm đăng nhập bằng tài khoản email của bạn nếu bạn chưa đăng nhập sẵn tài khoản Gmail trên trình duyệt. Trước hết hãy nhớ lưu ý một chút về mô hình phản hồi hiện có của Gemini, đó là Flat và Pro. Với tài khoản miễn phí, bạn có thể chọn mô hình Flat. Còn chọn mô hình Pro thì sẽ có giới hạn về lượt sử dụng mỗi ngày với tài khoản miễn phí. Gemini Pro thì sẽ lý tưởng hơn vì nó vượt trội trong các tác vụ phức tạp, phân tích chuyên sâu, tạo mã nâng cao để tạo ra các game có trải nghiệm chơi tốt hơn hay logic game và tính năng phức tạp hơn. Tuy nhiên nếu dùng tài khoản miễn phí thì bạn cứ chọn Flat là cũng đủ, tạo ra các trò chơi khá hấp dẫn như mình giới thiệu rồi. Ở khung chat với Gemini, bạn nhớ bật tính năng Canvas ở đây lên để mở không gian làm việc với các phản hồi của Gemini. Sau đó, bạn dán prompt đã tạo theo cách mình hướng dẫn. Ví dụ đây là prompt tạo trò chơi toán học kéo thả hoàn thành phép tính cho học sinh lớp 3. Bạn bấm Enter. Giờ Gemini sẽ chạy phần lập trình code tạo trò chơi trông như thế này. Bạn không cần hiểu các code này, chỉ cần kiên nhẫn đợi một chút. Và đây là kết quả xem trước trò chơi. Như bạn thấy, trò chơi này bạn có thể kéo thả để điền các đáp án về phép tính. Khi bạn trả lời sai hay đúng, sẽ có âm thanh và hiệu ứng kèm theo phản hồi bằng chữ. Trò chơi đã có thanh tiến độ, đếm số câu trả lời đúng và bộ tính điểm. Đối với Gemini, sau khi đã tạo trò chơi xong, có bất cứ điều gì chưa hài lòng về giao diện, nội dung chơi hay bố cục trò chơi, bạn cứ thoải mái trò chuyện để yêu cầu Gemini chỉnh sửa. Ví dụ ở đây mình thấy màu sắc trò chơi đơn điệu quá nên mình có thể nhắc Gemini sửa lại giao diện màu sắc của trò chơi như mình yêu cầu. Nhưng ngoài thay đổi màu sắc ra, bạn cũng băn khoăn muốn trò chơi hấp dẫn hơn, nhưng chưa nghĩ ra cần thay đổi gì. Vậy thì sao? Hãy làm theo mẹo thứ ba sau đây. Hãy hỏi luôn Gemini như sau. Bạn có đề xuất gì để cải thiện trò chơi hấp dẫn và hiệu quả hơn? Ngay lập tức Gemini sẽ tự phân tích lại trò chơi và đưa ra một loạt gợi ý có thể cải thiện trò chơi. Bạn đọc qua các đề xuất, thấy cái nào hợp lý thì copy lại ý đó. Bạn có thể copy lại vài ý tưởng cải tiến mà Gemini đưa ra, cũng không nên yêu cầu nó sửa một lúc nhiều thứ quá. Sau đó bấm Enter để Gemini sửa. Như bạn thấy, sau khi sửa, trò chơi đã có nhiều phản hồi phong phú hơn khi bấm vào đáp án đúng hoặc sai, đã có thêm tính năng gợi ý đáp án. Mẹo thứ tư để nâng cấp trò chơi xịn sò hơn, hoàn thiện hơn, bạn có thể rê chuột đến biểu tượng sao lấp lánh ở góc dưới bên phải màn hình để tự động bổ sung các tính năng mới cho trò chơi từ mô hình ngôn ngữ lớn của Gemini. Chờ một lúc để trò chơi được viết lại. Và dưới đây bạn thấy ở trò chơi đã có thêm tính năng giải thích đáp án, có thể bấm vào để hiện phần giải thích, cũng có tính năng tạo bài toán đố, tức là dựa vào phép tính hiện tại để tạo bài toán đố mới, vui nhộn và phù hợp với lứa tuổi. Điều này sẽ giúp trẻ luyện tập tư duy ứng dụng toán học vào các tình huống thực tế. Như vậy là Gemini đã tạo xong cho bạn trò chơi toán học dành cho học sinh lớp 3, rất đơn giản và hiệu quả. Để bạn rõ hơn cách thức tạo trò chơi thì mình minh họa thêm một ví dụ khác nữa nhé. Bây giờ chẳng hạn ý tưởng của bạn là trò chơi kéo thả dành cho trẻ em, ghép cặp tên quốc gia và quốc kỳ tương ứng. Giờ không biết viết prompt thế nào cho tối ưu thì bạn nói với Gemini như sau. Mình có mẫu prompt sau, bạn hãy điền và viết lại prompt giúp mình cho phù hợp với nội dung là. Rồi nêu ý tưởng của bạn. Đây là prompt mẫu, 2 chấm. Sau đó copy một mẫu prompt chi tiết, chẳng hạn lấy từ trong file mình đã chia sẻ cho các bạn các prompt tham khảo. Copy và dán prompt đó vào đây. Không cần quá lo lắng về định dạng chữ ở đây đâu, cứ bấm gửi yêu cầu. Rồi sau đó Gemini sẽ trả lại kết quả là prompt mới đã được tùy chỉnh theo đúng ý tưởng của bạn. Bạn nhớ đọc lại prompt và có cần chỉnh sửa gì thì điều chỉnh luôn. Khi thấy prompt hoàn thiện rồi thì bạn yêu cầu Gemini hãy tạo trò chơi theo prompt đã chỉnh sửa. Lại chờ một lúc để Gemini tạo trò chơi. Và đây là trò chơi của bạn. Hình quốc kỳ hiện lên và học sinh kéo thả tên quốc gia vào ô trống. Có hiệu ứng phản hồi bằng chữ và pháo hoa khi trả lời đúng hay sai.
Với giao diện trò chơi hiện tại, nếu bạn muốn thay đổi thì yêu cầu Gemini đổi giao diện hay màu sắc hình nền theo yêu cầu của bạn. Hoặc như mẹo mình đã đề xuất ở trò chơi trước, để nâng cấp trò chơi, bạn hãy hỏi Gemini có đề xuất gì để cải thiện trò chơi hấp dẫn và hiệu quả hơn không? Thấy có đề xuất nào hay thì bạn yêu cầu Gemini cải tiến và tạo lại. Hoặc là bạn bấm vào nút thêm các tính năng tự động của Gemini API ở đây. Nhờ tính năng đó mà trò chơi bây giờ đã có cải tiến mới là sau khi trả lời câu hỏi, học sinh có thể bấm tìm hiểu thêm về quốc gia để đọc thêm các thông tin thú vị về quốc gia đó. Qua đến ví dụ tạo trò chơi thứ hai rồi, mình chắc là các bạn đã hiểu rõ hơn quy trình và cách giao tiếp với Gemini để tạo trò chơi. Điều mình muốn nhấn mạnh đó là bất cứ lỗi hay điều gì chưa hài lòng về trò chơi, về tính năng hay nội dung, hãy mạnh dạn trò chuyện với Gemini để yêu cầu sửa lỗi đến khi bạn hài lòng thì thôi. Chẳng hạn ví dụ với yêu cầu tạo trò chơi ô chữ này của mình, kết quả Gemini tạo ra bị lỗi một chút về giao diện, mình không thích lắm đó là tiêu đề bị rớt chữ, còn phần nội dung gợi ý thì bố cục bị hẹp về bên phải. Vậy nên mình sẽ yêu cầu Gemini sửa lại theo ý mình thế này. Chờ một chút, và đây là kết quả Gemini sửa lại. Tiêu đề đã nằm chính giữa và các phần còn lại nhìn đã hài hòa hơn đúng không? Vậy nên ngoài prompt ban đầu thì việc bạn trao đổi qua lại với Gemini để sửa lại trò chơi là điều rất quan trọng. À, có một mẹo mình lưu ý thêm là sẽ có đôi khi bạn nhắc Gemini sửa hoài mà nó vẫn lỗi hay vẫn không hiểu ý bạn để sửa cho đúng, thì bạn đừng tiếp tục trong phần chat của trò chơi đó nữa mà hãy mở khung chat trò chuyện mới và yêu cầu tạo lại trò chơi từ đầu luôn. Mỗi lần mà yêu cầu nó sẽ tạo ra trò chơi có giao diện và nội dung khác một chút, nên biết đâu thử nhiều lần sẽ có kết quả tốt hơn đó. Rồi sau nhiều ví dụ đến đây, mình hy vọng bạn đã tạo được một trò chơi hoàn thiện bằng Gemini. Giờ làm sao để chia sẻ trò chơi của bạn cho người khác chơi? Rất đơn giản, bạn bấm vào nút chia sẻ ở đây. Đây là đường link để bạn gửi cho người khác. Bấm sao chép liên kết, sau đó dán liên kết đó gửi cho người khác. Khi mở link của bạn, người chơi sẽ nhìn thấy giao diện như thế này và chơi ngay luôn mà không cần đăng nhập. Bạn lưu ý là trò chơi tạo trên Gemini cũng không lưu trữ được thông tin hay kết quả điểm số của người chơi để cho bạn theo dõi đâu nhé. Bạn cũng cần biết thêm là Gemini sẽ có một vài giới hạn trong việc tạo trò chơi có thao tác quá phức tạp hay có yêu cầu hiển thị hình ảnh, đồ họa trong câu hỏi hay đáp án. Khi đó bạn sẽ cần dùng các công cụ khác phù hợp hơn. Ngoài Gemini thì một công cụ mà các bạn quen thuộc đó là Canva cũng có thể cho phép bạn tạo trò chơi mà không cần biết lập trình. Bạn hãy tham khảo thêm video hướng dẫn tạo trò chơi học tập bằng Canva ở ngay trên kênh YouTube của mình nhé. Đến đây hy vọng các bạn đã có thể tự tạo trò chơi bằng Gemini. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì, bạn hãy để lại bình luận ở dưới phần comment của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.